Kính thưa quý vị, nhóm nhạc One Direction chơi lướt ván trên bãi biển Well tại Úc Đại Lợi, tin từ Sydney. Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào hôm thứ Hai, ngày 7 tháng 10 vừa qua, các thành viên của nhóm nhạc Anh One Direction đã có buổi nghỉ ngơi thoải mái khi có một buổi thể hiện kỹ năng lướt ván tại bãi biển Well ở Sydney trong khi đang lưu diễn ở Úc. Người hâm mộ vô cùng thích thú khi phát hiện ra hai trong các thành viên của nhóm nhạc là Liam Payne và Lewis Tomlinson tại một trong những bãi biển phía bắc Sydney đang thực hiện các bước lướt sóng trên biển. Rất nhiều fan nữ hét gọi Tomlinson và Payne từ bãi biển và vẫy tay chào tạm biệt khi các thành viên ban nhạc này rời khỏi khu vực lướt sóng. One Direction bắt đầu tour diễn vòng quanh nước Úc vào cuối tháng 9. Hiện nay đã có hơn 11 hợp đồng do ban nhạc One Direction trình diễn được ký vào ngày 30 tháng 10 tại thành phố Melbourne.